phim nào lúc đầu nhân vật chính cũng khó khăn hết. Tao sẽ kiên trì để làm cho chị mày thay đổi. Anh chắc anh là nhân vật chính không? Nhìn lại tên kênh đi anh. Nhưng mà anh thương chị mày. Chiều dần buôn tăng trường anh đến để chờ đằng thơ đi học ra. Thì ra em đang ngồi trên chiếc xe đạp của ai không phải ai. Anh như muốn tắt luôn công tắc bật đầu. Vì chồng thấy em đang cười đùa cùng ai khác. Cùng chẳng thể trách em chọn ai đó hay mình đã có cái gì đâu. Người ta duyên nhiều tiền cao to muôn phần hơn anh. Ôi rồi ôi chán ủ. Làm sao anh có thể có được người yêu xinh như em đó. Làm sao anh có thể biết cảm giác em lúc này. Chỉ anh mới thấy phút yêu đuôi trong mắt em thơ ngày. Rất nhiều là rất nhiều là mỗi ngày bên em là hạnh phúc. Sao anh kia không quan tâm. Thằng kia hứa sẽ chăm lo sẽ đón em mỗi chiều. Dù cho biết đó có khó đến mức đêm trong ngóc nhiều ngày. Rất nhiều ngày chỉ cần được nắm tay em đến muôn đời. Duyên nhiều tiền cao to một phần hơn anh. Ôi rồi ôi chán luôn. Làm sao anh có thể có được người yêu xinh. Làm sao anh có thể biết cảm giác.